Trước tình trạng chung cư mini đang ồ ạt phát triển và hầu như đều vi phạm về thiết kế, mật độ xây dựng, công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là ảnh hưởng trong việc di chuyển giao thông. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng lại gần như bỏ ngỏ vấn đề này. Không hề quan tâm tới sự an nguy của người dân sinh sống tại đây, các chủ đầu tư những căn hộ này tự ý cơi nới thêm tầng nhằm kiếm thêm lợi nhuận. Tôi thấy cái loại hình mà chung cư mini mọc lên khá là nhiều, thực sự là cũng gây rất là nhiều cái hệ lụy và tiềm ẩn đến với người dân chúng tôi. Thì chúng tôi rất là mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để tránh cho chúng tôi những cái hệ lụy khó khăn trong cái việc là an ninh trật tự cũng như là về giao thông. Xây các cái chung cư mini mà người tứ xứ ở nơi kéo về, ở cái tình hình trật tự an ninh xã hội nó rất là phức tạp. Đấy mà vấn đề thứ nhất là vấn đề giao thông ách tắc, xong rồi sinh ra các chợ cóc dân sinh rất là ách tắc mọi thứ. Tôi muốn sao quy hoạch đô thị sao cho thật là chỉnh chu hơn nữa, đấy, và sao cuộc sống dân sinh phát triển. Trong khi số lượng ngày càng tăng lên, nhưng trên thực tế loại hình chung cư mini như thế này hiện chưa có quy định cụ thể trong luật đất đai và luật nhà ở mà căn cứ theo quy định điều chỉnh chung về nhà ở công trình xây dựng. Do đó, việc sớm có những quy định chế tài cụ thể áp với loại hình chung cư này để quản lý tốt hơn là điều mà nhiều người dân mong đợi. Cần sớm có một cái hành lang pháp lý để quản lý cái loại hình cái căn hộ cho thuê hay là chung cư mini như thế này. Bởi vì khi có hành lang pháp lý thì lúc đó mới có cơ sở để xem xét và xử lý. Hiện tại chưa có bất kỳ một cái văn bản quy phạm pháp luật nào cho cái loại hình đang được đầu tư như thế này. Phải ra soát lại quy hoạch các cái chung cư mini mà đặt sâu ở trong những cái không gian mà không có hạ tầng thuận lợi. Thì lúc đó chúng ta xem là vậy thì sai quy hoạch này là do ai gây ra. Nếu mà chủ đầu tư tự làm thì cũng xử phạt bằng cách là toàn bộ lợi nhuận từ cái chung cư mini đó nhà nước thu hết. Để tránh phá vỡ quy hoạch chung của thủ đô và ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của người dân, các cơ quan có thẩm quyền cần sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ các công trình trên.